trời cũng mát rồi, để con quay cây này cho chú xem ha. Đó. Quay tổng thể với cây này nè. Nhìn từ xa nè chú. Đó. Đi ra xa nó mới quay được tổng thể cái cây này nè. Đó. Xa vừa mới quay mới quay được tổng thể mới giáp cái cây này nè. Tức là cây này chiều cao là lên là 2 m, tán ngang là cũng 2 m luôn. Cây này rất là lớn, tàn rất là lớn, và nó có chiều cao nè, gốc đọt cho nên nè. Hiện bây giờ cây này là bông rất là nhiều chú, bông rất là nhiều luôn, rất là xum chơi, nó bông lên từng đó, mỗi từng là mỗi bông, búp bông nó rất là đẹp, cây này rất là sung đó. Cây là sung thì bông nó mới sáng vậy nè chú, nó mới sáng và đẹp vậy nè. Mỗi đọt mỗi bông sung chơi. Để con đi qua một vòng, quay một quan vòng cho chú xem. Đó. Lúc trước cây này đó là cây cũng thiên nhiên ở bên ngoài, rồi mới tôi mới mua về, rồi mua về là phải mình cũng phải định hình lại, sửa lại cho nó, thứ nhất là cái cho cái tàn nó tròn là đẹp, cho nó đi theo cái trình tự thứ tự đó. Có lớp lan rồi nó mới đẹp được chú. Đó. Là vô dây bẻ hết trơn luôn. Đó, bây giờ đặc biệt giờ nó ra bông rất là đẹp. Cây này để là nhà có trước cái sân rộng cộng để trước cửa cái là rồi. Quá đẹp luôn, nguyên một đám bông của nó nè. Đây là cái độc ngon của nó nè chú, cái độc ngon của nó nè. Cây mà nó sống khỏe rồi đó, nó sung sức rồi đó là nó lên những cái độc non vậy nè chú. Non là biết là cây mình dưới là gửi nó rất là tốt mà nó sung sức mà và bông nó sáng gì là biết, cũng là mình cũng biết được là cây mình rất là tốt mà gửi nó rất là sung luôn nè. Cái bông nó mới sáng được gì nó đẹp gì nè. Để con đi vòng qua con quay cho chú xem. Đọc chủ của nó, đọc chủ của nó lú lên là 2 mầm lá, tức là cái dinh dưỡng nó đưa lên rất là mạnh, rất là sung trên đó nó mới lú cái đọc non lên, là mình biết được loại cây mình rất là tốt và khỏe. Đó. Đây là dễ bông nó nè, từng từng luôn. Cây này đi 3-4 tầng bông, bao 3-4 tầng mới hết bông. Đi từng lớp lớp như vậy đó. Nhìn rất là đẹp. Tổng thể đây. Đi xa gì mà quay tổng thể nó muốn không giáp cái cây nữa. Còn xíu nó lú cái đọc trên nè. Nó đi gần lại con quay cái quành nhà gốc cho chú xem ha. Gần lại tí xíu. Thẳng và sạch, không có vết tẹo gì hết.
rất là thẳng luôn, đi dài lên rất là lực, chi cành rất là lực.